Kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, hôm nay tôi rất vui mừng, phấn khởi được Ban Truyền thông Trung ương Giáo hội và Ban Tổ chức mời đến dự và phát biểu chào mừng trong cái buổi, trong cái hội thảo tập huấn về thông tin truyền thông. Đây là một trong những lĩnh vực rất quan trọng của Trung ương Giáo hội cũng như của xã hội. Xin thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ và nhân danh cá nhân, xin gửi tới quý Tôn Đức, lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An và quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, thành công và chúc cho cái đợt tập huấn của chúng ta thành tựu viên mãn. Kính thưa quý vị, từ khi bước vào công cuộc đổi mới đến nay thì đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh, sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện một ngày càng rõ rệt, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, an ninh quốc phòng được giữ vững và các giá trị truyền thống của dân tộc được phát huy. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao và sức mạnh tổng hợp của quốc gia đang được tăng lên, đã tạo thế và lực mới để đưa đất nước ta tiếp tục phát triển và gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai. Cùng với cái tiến bộ của khoa học công nghệ thế giới thì khoa học công nghệ thông tin truyền thông đã đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy cái đời sống phát triển xã hội và tác động sâu sắc đến mọi đời sống của xã hội. Việt Nam là một cái quốc gia phát triển mạnh về cái công nghệ thông tin, truyền thông, Internet. Chỉ một vài con số biết nói để chứng minh cho quý vị thấy. Hiện nay ở Việt Nam thì có khoảng 64 triệu người dùng Internet. Con số thống kê năm 2018 của Bộ Tư lệnh An ninh mạng quân đội. Hiện nay thì có khoảng 62 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm khoảng 64% dân số của cả nước. Và có 80% dân số là sử dụng truy cập các cái mạng xã hội. Một ngày thì có khoảng gần 30 triệu lượt người tham dự các cái Facebook trong một ngày. Và cứ trung bình một người thì một ngày dành ra 2,5 đến 3 tiếng đồng hồ để lang thang trên các cái mạng Internet. Đấy là những cái con số biết nói để chứng minh một điều là chúng ta là một trong những quốc gia phát triển về rất nhanh về mạng xã hội. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin thì không thể phủ nhận được cái vai trò tích cực của truyền thông đã thúc đẩy xã hội hóa các cái hoạt động giám sát và phản biện xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cũng như các quốc gia khác trên thế giới thì Việt Nam đang khai thác và phát huy những cái đặc tính ưu việt của thông tin truyền thông, của mạng xã hội, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những cái thách thức, những cái nguy cơ tiềm ẩn khó kiểm soát của thông tin truyền thông hiện nay, bởi sự phụ thuộc và ảnh hưởng vào các cái phương tiện thông tin đại chúng và xã hội ngày càng trở nên chặt chẽ. Cùng với cái sự phát triển của đất nước thì Phật giáo Việt Nam cũng đã phát triển không ngừng. Những cái thành tựu trong công tác Phật sự, trong vị thế của giáo hội đã được chứng minh trong những cái hoạt động, trong thực lực, tiềm lực phát triển của Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Công nghệ thông tin cũng đã cho phép Phật giáo và tín đồ Phật giáo có thể tương tác, đàm đạo Phật giáo, giao tiếp với nhau qua những phương tiện thông tin truyền thông, làm xóa nhòa đi cái khoảng cách về thời gian, về không gian. Sự phát triển của thông tin truyền thông Phật giáo đã góp phần đưa văn hóa Phật giáo đến với xã hội, đã truyền tải và lan tỏa được những tư tưởng tốt đẹp của văn hóa Phật giáo, của giáo lý Phật Đà, những tinh hoa vi diệu của Phật Pháp đến với đông đảo quần chúng và thúc đẩy Phật giáo phát triển cũng như thúc đẩy xã hội phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Phật giáo trong chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 đến 2022 thì đã khẳng định đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp để truyền tải các hoạt động Phật giáo vào Phật sự, vào đời sống xã hội, nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni Phật tử của Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp. Trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là định hướng đúng đắn, phù hợp của giáo hội đối với truyền thông Phật giáo trong thời đại mới, đồng thời khẳng định vai trò, chức năng và tầm quan trọng của thông tin truyền thông Phật giáo. Với sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động thông tin truyền thông Phật giáo diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức như báo viết, báo nói, báo hình, tạp chí, và trong đó phải kể đến tạp chí Nghiên cứu Phật giáo, tạp chí Văn hóa Phật giáo, báo Giác ngộ, v.v. Các trang thông tin như Phật giáo .org, Phật giáo Việt Nam.net, Phật giáo Việt Nam.vn, Hoàng Pháp Trung ương.vn, Giác ngộ.vn, Phật sự online và các trang website Phật giáo của các tỉnh, thành phố, v.v. Đa số các chùa hiện nay đều có trang web riêng để phản ánh đời sống tâm linh, tin tức Phật sự hàng ngày của các chùa, của các Phật tử. Mỗi tăng ni, Phật tử lại có các trang mạng xã hội, các Facebook, các Twitter riêng để phản ánh những hoạt động của cá nhân, hình ảnh của các chùa liên quan đến hoạt động của Phật giáo, cùng với hệ thống các ấn phẩm băng đĩa, đồ sộ có nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Thông tin truyền thông Phật giáo cũng đã góp phần gắn kết cộng đồng Phật giáo ở trong và ngoài nước với nhau, giúp cho việc dễ dàng chia sẻ những giá trị chuẩn mực đạo đức văn hóa Phật giáo giữa những người có chung niềm tin Phật giáo. Và với những người không có niềm tin Phật giáo, những người có tình cảm với Phật giáo để nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thông tin truyền thông Phật giáo cũng đã hội nhập với các vấn đề xã hội. Có những tin tức, bài viết nhằm thu hút các Phật tử, những người dân chung tay bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Đây cũng là một động lực để làm thay đổi nhận thức của người dân, tác động tích cực đến hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là điều kiện để Phật giáo nhập thế đi sâu vào đời sống xã hội. Thông tin truyền thống của Phật giáo cũng đã giới thiệu hàng trăm gương người tốt, việc tốt, những hoạt động thiện nguyện, từ thiện xã hội, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, như chia sẻ yêu thương đến các gia đình có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, chăm sóc người già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, hiến máu nhân đạo, v.v. Chính thông tin truyền thông Phật giáo đã nêu ra, khơi dậy và tập hợp các nguồn lực xã hội để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, trong đó có hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần lan tỏa tinh thần hướng thiện, tinh thần chia sẻ vì cộng đồng, chung tay với nhà nước trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng hình ảnh Phật giáo Việt Nam gắn bó, đồng hành với dân tộc. Phật giáo Việt Nam cũng đã, truyền thông Phật giáo cũng đã góp phần tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, trong đó có Phật giáo, nâng cao nhận thức cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho tăng ni Phật giáo về chính sách pháp luật về tôn giáo, từ đó tạo sự chuyển biến trong việc chấp hành chính sách và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, truyền thông Phật giáo cũng đã góp phần phản bác lại những luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo và chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam, góp phần động viên tăng ni Phật tử phát huy tinh thần yêu nước, tự giác phối hợp đấu tranh ngăn chặn với các hoạt động lợi dụng Phật giáo để gây mất ổn định trật tự xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trong hoạt động truyền thông của Phật giáo cũng còn tồn tại nhiều hạn chế. Chúng tôi cũng xin mạnh dạn trao đổi để quý vị cùng tham khảo và khắc phục trong cái định hướng hoạt động của thông tin truyền thông thời gian tới. Mặc dù có sự rầm rộ phát triển về thông tin truyền thông Phật giáo, nhưng trong thời gian vừa qua, chất lượng thông tin, chất lượng bài viết còn là vấn đề chúng ta cũng phải suy ngẫm và cải thiện. Bởi vì viết về Phật giáo thì phải hiểu Phật giáo, và viết về Phật giáo dễ đụng chạm tới niềm tin về giới, gánh tới những cái hậu quả khôn lường. Lợi dụng điểm này thì nhiều phần tử cực đoan, nhiều phần tử định kiến với Phật giáo đã khai thác cái mặt tiêu cực để chống phá, làm giảm cái giá trị của Phật giáo mà tăng ni chúng ta hiện nay đang tích cực có nhiều cái bài viết phản biện và ủng hộ. Công tác quản lý, quản trị không gian truyền thông của Phật giáo cũng còn nhiều bất cập. Ngoài những trang thông tin chính thống của giáo hội quản lý thì còn nhiều trang web về Phật giáo tự phát không có quản lý, dẫn tới tình trạng nhiễu loạn thông tin. Có những thông tin còn thể hiện sự lệch lạc trong nhận thức, truyền tải những thông điệp không đúng với tư tưởng của nhà Phật, với hiến chương, với nội quy của Trung ương giáo hội đề ra. Nhiều trang web mất đi cái sự trang nghiêm của Phật giáo và phản ánh không đúng bản chất và sự việc khách quan. Thì các quý vị thấy trong thời gian gần đây, nhiều cái hình ảnh được cổ suý ở trên các cái trang mạng với cái cách nhìn rất phiến diện, rất tiêu cực,
rất thiếu thiện chí, không đúng với bản chất hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo. Đâu đó có những hình ảnh của những vị sư trẻ, đâu đó có những cái hoạt động mà cái bản chất sự việc không phải thế, làm cho dư luận xã hội bức xúc, làm cho cử tri cả nước, làm cho quốc hội phải đăng đàn. Và chúng tôi cũng đã tham mưu cho các bộ ban ngành, tham mưu cho lãnh đạo Đảng nhà nước đã có những cái phản biện, có những cái chấn chỉnh, mặc dù chưa kịp thời nhưng mà cũng đã có cái hiệu ứng tích cực để lấy lại cái bản chất, lấy lại đúng cái hình ảnh tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Và trong cái phản ánh tiêu cực này, chúng tôi thấy ngay trong cái quản lý của chúng ta, cùng một sự việc, cùng một hiện tượng, nhưng mà quan điểm của Phật giáo, quan điểm của một số cá nhân, các chư vị tôn túc phát biểu cũng không thống nhất. Tôi nói ví dụ cái sự kiện chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, cái sự việc oan gia trái chủ, thì ngay trong nội bộ giáo hội đăng đàn trên các thông tin internet, trên các mạng xã hội cũng nhiều quan điểm khác nhau. Có vị thì cho rằng đây là đúng với giáo lý Phật giáo, nhưng mà cũng trên mạng internet thì có vị thì cho rằng đây là trái với đạo lý đạo đức Phật giáo, không định hướng được trong cái dư luận của quần chúng, không định hướng được cho cái dư luận chính thống về vấn đề này. Cho nên trong cái quản lý, trong cái phát ngôn thì phải có cái sự quản lý thống nhất trong Phật giáo. Trong thời gian qua, tần suất đăng tải những thông tin tiêu cực liên quan đến tăng ni Phật giáo trên mạng xã hội tăng nhanh. Những hình ảnh tự viện Phật giáo sinh hoạt tôn giáo không đúng với chính pháp, đi ngược lại truyền thống, đã tạo nên những cái khủng hoảng thông tin truyền thông, ảnh hưởng đến tăng đoàn, ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và lợi dụng những cái thông tin truyền thông của Phật giáo thì một số nhóm cực đoan đã đăng tin những cái bài tuyên truyền về Phật giáo, chống lại cái kích động chống phá cái mối quan hệ giữa nhà nước với Phật giáo, và xuyên tạc cái tình hình, cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tác động đến tư tưởng, tình cảm của nhân dân, làm xáo trộn xã hội và mất an ninh trật tự. Với cái thực trạng nêu trên, thì tình hình về an ninh thông tin Phật giáo trong thời gian tới, giáo hội Phật giáo Việt Nam và mỗi tăng ni Phật giáo cần tăng cường cái hoạt động trong lĩnh vực thông tin truyền thông. Phải làm sao để chúng ta xác định được chức năng, xác định được nhiệm vụ, xác định được cái nhiệm vụ cụ thể phù hợp, phát huy được thế mạnh của thông tin truyền thông trong việc hoằng dương chính pháp, bảo vệ giáo hội, bảo vệ sự phát triển của Phật giáo, đồng thời hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực trong truyền thông thông tin với Phật giáo. Chúng tôi cho rằng cần phải nâng cao cái nhận thức về tầm quan trọng của thông tin truyền thông đối với sự phát triển của Phật giáo, có sự phân cấp quản lý chặt chẽ nhằm thúc đẩy thông tin truyền thông Phật giáo phát triển, phải đầu tư về vật chất, tuyển chọn được nhân sự làm công tác thông tin truyền thông, phải có năng lực, phải có kiến thức, phải có đạo hạnh, phải có ý thức và phải có cái sứ mệnh làm tốt cái công việc này, với trách nhiệm và chuẩn mực, bởi lĩnh vực truyền thông đóng vai trò hết sức quan trọng, có sự vận động phát triển liên tục mang tính công nghệ cao, vì thế nhân sự cho lĩnh vực này phải then chốt trong việc đăng tải, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực của Phật giáo, đầu tư vật chất và tuyển chọn nhân sự chính là một cái giải pháp ổn định, bền vững, thường xuyên và lâu dài của Ban Thông tin Truyền thông. Cũng phải tăng cường phổ biến tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực truyền thông cho tăng ni Phật tử, nhất là cái lĩnh vực mà làm công tác truyền thông. Phải tạo ra được những thói quen chuẩn mực, có bộ lọc văn hóa tốt, có ứng xử thông minh trong tranh luận, phản biện những thông tin sai lệch về Phật giáo và tăng ni Phật giáo. Với vai trò là những người lãnh đạo quản lý thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông Phật giáo, quý vị hiện diện hôm nay tại khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý thông tin truyền thông Phật giáo do Ban Trung ương Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, chính là những đại diện tiêu biểu tích cực cho việc hộ trì chính pháp, bảo vệ giáo hội, đấu tranh loại bỏ các tiêu cực, loại bỏ những thông tin không chính thống, bôi nhọ làm xấu hình ảnh giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm sai lệch tôn chỉ mục đích của Phật giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao việc Ban Thông tin Truyền thông Trung ương tổ chức bồi dưỡng khóa kỹ năng lần này. Đồng thời, sự hiện diện đông đủ và ý thức trách nhiệm của quý vị tăng ni Phật tử chuyên quản lý hoạt động về lĩnh vực thông tin truyền thông tại khóa bồi dưỡng này đã thể hiện ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin truyền thông Phật giáo. Khóa bồi dưỡng hôm nay cũng nhằm mục tiêu phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, đưa công tác thông tin truyền thông Phật giáo theo hướng chuyên nghiệp,
hiểu biết sâu sắc về chính sách pháp luật, văn bản pháp quy của nhà nước và của giáo hội liên quan đến thông tin truyền thông. Qua đó đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tôi tin tưởng rằng sau khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý thông tin truyền thông Phật giáo lần này, mỗi quý vị tăng ni sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác thông tin truyền thông, giúp cho hoạt động của thông tin truyền thông Phật giáo ngày càng hiệu quả, mang lại giá trị và lợi ích cho Phật giáo và cho toàn xã hội. Với ý nghĩa đó, một lần nữa xin thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới quý vị chư tôn đức, lãnh đạo Trung ương Giáo hội, quý vị đại biểu khách quý, sức khỏe, an lạc và chúc cho cái khóa truyền thông tập huấn chúng ta lần này thành tựu viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Thay lời ban tổ chức, xin trân trọng tiếp nhận lời phát biểu cao quý, đầy ý nghĩa, thể hiện tâm tình của vị lãnh đạo cấp chính phủ về tôn giáo và đặc biệt quan tâm sâu sắc đến truyền thông Phật giáo. Thay mặt ban tổ chức xin được tri ân và chúc lành đến ông Vũ Chiến Thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức khóa bồi dưỡng truyền thông Phật giáo năm 2019 do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương kết hợp với Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An tổ chức. Chúng con thành tâm cung thỉnh Đức Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, ban lời đạo từ cho buổi lễ ngày hôm nay. Thành tâm cung thỉnh lời đạo từ Đức Hòa Thượng Chủ tịch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức trong Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội. Kính thưa chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành huyện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Phó Ban Tổ chức cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Kính thưa chư tôn đức trong Ban Tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý thông tin truyền thông lần thứ 3 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa chư tôn đức đại diện Ban Trị sự và Ban Thông tin Truyền thông cùng thành viên Ban Thông tin Truyền thông 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Kính thưa ông Phạm Thanh Phong, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An. Kính thưa bác Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo. Ban Tôn giáo Chánh phủ. Kính thưa ông Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng Trưởng cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Kính thưa bà Lê Hà, Phó phòng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Kính thưa ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Công giáo Dân tộc Ban Dân vận Trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Bon, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An cùng các vị khách quý đại diện sở ban ngành của tỉnh và các vị giảng viên các trường đại học và giảng viên của khóa bồi dưỡng quản lý và quản lý thông tin truyền thông của Trung ương Giáo hội. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm đoàn kết tràn đầy niềm hoan hỷ, tin tưởng vào sự phát triển
bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công tác thông tin truyền thông của Giáo hội. Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội được sự cho phép của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý thông tin truyền thông lần thứ 3 năm 2019 tổ chức tại Chùa Thiên Châu, trụ sở Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An. Buổi lễ khai mạc được sự quan lâm chứng minh của Chư Tông Đức trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giờ phút này xin được thay mặt Trung ương Giáo hội xin kính chúc buổi lễ khai mạc khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý thông tin truyền thông do Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức được thành tựu viên mãn. Kính thưa quý vị, Ban Thông tin Truyền thông là một trong các ban ngành diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được thành lập vào nhiệm kỳ 7 của Giáo hội vào năm 2012. Qua gần hai nhiệm kỳ hoạt động, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội, trong giữa nhiệm kỳ đầu đã củng cố về mặt nhân sự của Trung ương và các tỉnh, và đặc biệt trong nhiệm kỳ này, Hòa Thượng đã hoàn thiện về mặt củng cố nhân sự ở cấp Trung ương và hoàn thiện nhân sự của các ban thông tin truyền thông tại 63 tỉnh thành trong phạm vi cả nước, và đồng thời thực hiện chương trình hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ 2017-2022, nhất là chương trình hoạt động năm 2019, bám sát chương trình hoạt động và nghị quyết của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 2017-2022, mục 8 đó là đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông như là một kinh hoằng pháp nhằm chuyển tải các công tác Phật sự của Giáo hội vào đời sống xã hội, làm nổi bật giá trị đạo đức của Đạo Phật và nêu cao những hình ảnh tốt đẹp của tăng ni Phật tử thuộc các tổ chức Giáo hội trong sự nghiệp phụng đạo yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian qua, Ban Thông tin Truyền thông nói chung dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Trưởng Ban Thông tin Truyền thông đã bám sát và triển khai theo nghị quyết này một cách có hiệu quả, đã đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông từ Trung ương cho đến địa phương, đã có nhiều hướng dẫn cụ thể trong các công tác thông tin truyền thông, từ các đại lễ của Giáo hội như lễ Hồng Yên Tử, lễ Chùa Hương, Chùa Bái Đính và đại lễ Vê Sắc, vân vân, đã tạo thành một sức mạnh, sự lan tỏa của đại lễ Vê Sắc và công tác thông tin truyền thông kết hợp với Phật sự online TV, làm cho thế giới biết đến Việt Nam và Việt Nam được tỏa sáng trong lòng người trên thế giới. Đất nước Việt Nam được thâm nhập và thế giới biết đến đất nước Việt Nam cũng nhờ. Không, đây là một công tác vô cùng. Mà Ban Thông tin Truyền thông đã kết nối được, từ đó tạo được một sự hội tụ và một sự lan tỏa trong hiện tại và tương lai, và đồng thời cũng đã tham gia cùng với Giáo hội tạo được một sự kết quả tốt đẹp trong khóa bồi dưỡng hành chánh vào tháng 7 2019 tại Chùa Bái Đính, đưa đến sự kết quả tốt đẹp trong khóa bồi dưỡng hành chánh nghiệp vụ của Trung ương Giáo hội và các khóa bồi dưỡng khác. Qua đó,
tất cả những công tác từ thiện xã hội của Tăng Ni trong toàn quốc cũng được ban thông tin truyền thông đăng tải và truyền tải, giới thiệu trên mạng và giới thiệu trên các trang tin, và đồng thời các tỉnh thành cũng đều đưa lên trên mạng, trên các bảng thông tin để thế giới và Tăng Ni Phật tử trong nước biết được các hoạt động, những hình ảnh tốt đẹp, những hình ảnh hoạt động tốt đẹp mang tính từ bi, trí tuệ và tình thương của Đạo Phật trên tất cả. Gửi cái niềm tin của mình, cái niềm tin về với mình, Tam Bảo, về với Tam Bảo, với việc những tin trái chiều có ảnh hưởng đến xấu cho đất nước, cho xã hội, đây chính là góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà cũng chính là góp phần xây dựng và phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đúng hướng. Mục tiêu của nó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Thứ hai là đạo Phật là đạo như thật. Do đó cho nên đạo Phật luôn luôn tôn trọng sự thật. Những gì không đúng với sự thật thì đương nhiên cái đó không tồn tại. Cho nên ban thông tin truyền thông đã làm đúng như thật để phản bác những cái không đúng như thật. Làm được công việc này là luôn luôn là ẩn ác, dương thiện, đề cao những điều thiện và che đi, bỏ đi, giấu đi những điều xấu. Thiện là gì? Tức là những điều lợi ích cho mình, cho người. Chùa chưa có một mà cái âm thanh vách lá, có một cái âm thanh đó là một nhân viên thù thắng, là một nhân viên cho dân tộc, cho xã hội, thì đó là điều thiện. Việc này ban thông tin truyền thông trung ương và ban thông tin truyền thông các tỉnh đã làm được, đó là điều rất quý. Và đây cũng chính là tôn chỉ, mục đích của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo như thật, đạo Phật là đạo tôn trọng điều thiện và đề cao điều thiện. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thường nói: những người khen ta khen đúng là bạn ta, những người chê ta mà chê đúng là bạn ta, những người chê ta mà chê không đúng thì cần phải xét lại. Xét lại là sao? Là bởi vì phải có đầy đủ trí tuệ để nghiên cứu động cơ họ chê, động cơ họ phản bác, động cơ cái luận điệu đó như thế nào. Qua đó theo tôn chỉ của đạo Phật, giáo lý đạo Phật, thấy rõ rằng động cơ họ chê đó là căn cứ trên cơ sở tham sân si. Những gì phát xuất từ tham sân si thì những luận điệu, những lời chê và những sự xuyên tạc ấy là không đúng. Hoặc là xử lý trên cơ sở bỏ qua, hoặc là xử lý trên cơ sở là phản bác. Thì phản bác trên cơ sở trí tuệ, trí tuệ như thế thì trí tuệ dung hòa, hoặc là trí tuệ quá giải thì có thể giải quyết được vấn đề. Bằng không thì im lặng, thì im lặng cũng chính là một sự phủ nhận trong tất cả sự phủ nhận. Ngày xưa Đức Phật ví dụ một con voi. Một con voi là một sự vật, là một chân lý. Thì con voi như vậy, khi nhìn một con voi là phải nhìn tổng thể của một vấn đề, gồm có đầu và cái voi, cái giòi, lỗ tai, cái mình, cái chân và cái đuôi. Như thế, giòi là giòi của voi, và lỗ tai voi, bụng là bụng voi, và đuôi là đuôi voi, chân và chân voi. Nhìn như thế tức là nhìn tổng quát. Nhìn tổng quát con voi trên cơ sở năm bộ phận, và năm bộ phận phân tích ra tức là thành năm thứ. Nhưng năm thứ này không thể tách rời con voi. Tách rời năm bộ phận này ra không còn là con voi nữa, nhưng hợp nhất năm bộ phận này lại thì thành một con voi. Do đó cho nên người mù khi mà rờ lỗ tai thì nói lỗ tai như là cái quạt. Như thế thì lỗ tai voi là lỗ tai voi, không thể lỗ tai voi là cái quạt được.
rồi trúng cái giòi voi như là cái trò lo. Thật không phải, giòi voi là giòi voi, chứ không thể là cái trò lo được. Rồi trúng cái bụng, nói với cái bụng như cái trống. Không, bụng là bụng voi, chứ không thể là cái trống được. Rồi trúng cái đuôi, nói là cái đuôi như là cái chổi. Không, cái đuôi voi là đuôi voi, không thể là cây chổi được. Do đó cho nên người mù thấy khác, mà người có mắt có một sự tổng hợp, có một sự phân tích, thì trên cơ sở chánh tri kiến thấy khác, đó là thấy đúng như thật, sự thật với sự vật khách quan, thấy một cách tổng hợp và thấy một cách phân tích đều đúng với sự thật của chân lý đang hiện hữu. Thì đối với một sự kiện xảy ra, chúng ta có đủ các khả năng để phân tích, đủ khả năng để mà tổng hợp, trên cơ sở đó sẽ định hướng và kết luận một vấn đề, thì chắc chắn không bao giờ sai lầm và có hiệu quả cho việc thông tin đại chúng và có kết quả trong vấn đề truyền thông và đưa đến hiệu quả, kết quả tốt đẹp hơn. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng thường hay nói: này thế gian, ta không tranh luận với các ngươi đâu, chỉ vì các ngươi muốn tranh luận với ta thôi. Nhưng ở thế gian này, người nào nói lên sự thật thì người đó không còn tranh luận với ai ở thế gian này nữa. Đức Phật là người nói lên sự thật, và đạo Phật là đạo tôn trọng sự thật và nói lên sự thật. Cho nên Đức Phật không bao giờ muốn tranh luận với thế gian, và Đức Phật cũng không muốn tranh luận với thế gian. Ban thông tin truyền thông cũng không bao giờ muốn đặt vấn đề tranh luận với bất cứ một ai, chỉ muốn nói lên sự thật, muốn lên công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc làm tốt của tăng ni Phật tử, của Giáo hội từ bi trí tuệ, những hình ảnh tốt đẹp của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của các tổ chức giáo hội, của các cấp giáo hội từ trước đến nay và mãi mãi về sau, chứ không cần phải tranh luận như thế này và như thế khác chỉ vì muốn tranh luận thôi. Mà nếu người nào nói lên sự thật, đưa ra sự thật, làm việc như thật, làm việc bằng tinh thần từ bi trí tuệ, bằng tình thương bình hỷ xã, thì chắc chắn không cần phải tranh luận gì nữa. Với khả năng quản lý điều hành ở thời đại mới này chắc chắn còn nhiều phức tạp, những điều đó các vị giảng viên trong khóa học này sẽ cung cấp cho tất cả các vị thành viên Ban thông tin truyền thông các tỉnh những điều mới và những nguyên tắc lý luận và những điều mà có thể giải quyết được những khúc mắc sắp xảy ra và sẽ xảy ra trong tương lai. Còn những điều đã làm được trong thời gian hơn nửa nhiệm kỳ qua, Trung ương vô cùng trân quý, trân trọng và tán thán, và mong rằng sau khóa học này các vị học viên trở về sẽ rút kinh nghiệm từ các bài giảng của các vị giảng viên, sẽ tạo thành một cái năng lực để gọi là có đầy đủ năng lực để quản lý điều hành ngành thông tin truyền thông ở từng địa phương trong thời đại mới, nhất là trong cả nhiệm kỳ 2017-2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như của các tỉnh thành trong phạm vi cả nước. Một lần nữa kính chúc khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính của Ban thông tin truyền thông đạt được kết quả tốt đẹp. Kính chúc quý vị được an lạc trong chánh pháp và thành tựu mọi công tác trong thông tin truyền thông. A Di Đà Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính thưa toàn thể hội nghị. Chúng ta vừa được nghe lời đạo từ của Hòa thượng rất là quý báu. Mặc dù Hòa thượng về sức khỏe cũng không được khỏe lắm, rồi về công tác Phật sự cũng rất là đa đoan, nhiều việc. Và đặc biệt là trong cái tình hình về cái thông tin truyền thông rất là nóng bỏng hiện nay, cho nên ấy là Hòa thượng cũng đã phát tâm và Hòa thượng đã về dự cái
buổi tập huấn này, đặc biệt trong cái lời trong cái buổi khai mạc ngày hôm nay mà Hòa Thượng đã ban bố cho những cái lời huấn từ rất là cao quý. Hòa Thượng đã dùng cái hình ảnh con voi ở trong kinh mà Đức Phật dạy, cũng như là Hòa Thượng trích dẫn những lời Đức Phật đã dạy cho ban thông tin truyền thông của chúng ta đấy, là hãy dùng cái trí tuệ, cái từ bi, cái tình thương trước những cái khủng hoảng thông tin hiện nay. Và những cái lời dạy ở trong kinh của Phật mà được Hòa Thượng đã trích dẫn, Hòa Thượng đã nhắc lại, và Hòa Thượng như là đây là những cái kim chỉ nam cho cái ban thông tin truyền thông của chúng ta để mà chúng ta làm việc. Và chúng con coi đây cũng là những cái phương pháp mà để xử lý trong những cái khủng hoảng thông tin hiện nay rất là nóng bỏng như thế này. Đó là những cái lời dạy rất là cao quý mà Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã vừa huấn từ cho ban thông tin truyền thông của chúng ta hôm nay. Chúng con rất là thay mặt cho các học viên rất là trân trọng cảm ơn, cảm tạ những cái lời huấn từ của Hòa Thượng rất là cao quý và rất là đặc biệt. Và chúng con coi đây cũng là những cái kim chỉ nam để mà hoạt động, và đặc biệt là trong cái công tác xử lý thông tin hiện nay đang bị khủng hoảng. Một lần nữa xin được rất là trân trọng tạ ơn chân thành tới Hòa Thượng, và cầu chúc cho Hòa Thượng có nhiều sức khỏe và nhiều cái an lạc, và cũng như là chúc cho chư tôn đức trong ban lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni được thân tâm an lạc, Phật sự được viên thành. Xin trân trọng cảm ơn Hòa Thượng A Di Đà Phật.